Xin chào các anh em của BN Gaming. Như vậy, trong thời gian sắp tới, Liên minh huyền thoại tốc chiến Liên minh Mobile sẽ cập bến đến thị trường Việt Nam. Và điều đáng nói, đây sẽ là tựa game cạnh tranh trực tiếp với tựa game được mệnh danh là game quốc dân Liên quân Mobile tại thị trường Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, còn các tựa game Mobile tương tự như Valorant, Mobile Legends, Bàng Bàng, Iron Legend và còn một số tựa game khác. Nhưng hôm nay, hãy bỏ những tựa game đó sang một bên. Chúng ta sẽ cùng bàn một chút về những điểm khác biệt của Liên minh huyền thoại tốc chiến khi về Việt Nam so với game quốc dân Liên quân Mobile. Và anh em lưu ý, video này của mình chỉ phân tích những điểm khác biệt, không mang tính chất so sánh game nào hay hơn, vì mỗi game có một lợi thế riêng và cái hay riêng. Chính vì vậy, anh em xem và góp ý tránh trường hợp hiểu lầm về video. Cảm ơn anh em. Sau nhiều tháng chờ đợi với những thông tin nhỏ giọt, Liên minh huyền thoại tốc chiến cuối cùng cũng được Riot Games giới thiệu. Hiện tựa game này chỉ mới xuất hiện phiên bản thử nghiệm ở Trung Quốc, người chơi quốc tế phải chờ một thời gian. Sau khi trải nghiệm bản beta, đây là bốn yếu tố chính làm nên sự khác biệt giữa hai tựa game. Một bên được mệnh danh là game quốc dân với người chơi mobile Việt Nam, bên còn lại với phiên bản PC đã quá nổi tiếng trên toàn cầu. Đầu tiên là tướng có 4 kỹ năng. Điều dễ nhận thấy nhất ngay khi những hình ảnh gameplay của Liên minh huyền thoại tốc chiến xuất hiện trên Internet chính là việc các tướng trong game sẽ có 4 kỹ năng. Với Liên quân, bên cạnh nội tại bị động, kiện tướng chỉ có 3 kỹ năng. Việc có đến 4 kỹ năng giúp cho một trận đánh trong tốc chiến diễn ra gây cấn, phức tạp hơn. Đặc biệt ở các phe giao tranh tổng, người chơi cũng phải rất tinh mắt để chú ý diễn biến khi các chiêu thức được tung ra liên tục. Ngoài ra, việc giữ nguyên 4 kỹ năng giúp cho người chơi Liên minh huyền thoại bản PC khỏi bỡ ngỡ trong việc làm quen với nhân vật yêu thích của mình khi xuất hiện trên nền tảng mới. Điểm khác biệt thứ hai, hạ gục lính mới có vàng. Khác với Liên quân, người chơi Liên minh huyền thoại tốc chiến buộc phải lắp hit mới có được tiền từ việc tiêu diệt lính. Đối với những người chơi mobile game nói chung, chỉ số lính cũng là một trong những yếu tố chính phân biệt kỹ năng, trình độ dù là trong đấu hạng hay thi đấu chuyên nghiệp. Với người chơi Liên quân, hạ gục lính khi không có tướng đồng minh xung quanh giúp người chơi nhận 100% giá trị. Nhưng nếu không thể tự tay kết liễu, người chơi vẫn được hưởng 85% giá trị vàng. Nếu có một tướng đồng minh ở cạnh, người chơi hạ gục lính nhận được 85% giá trị, còn người ở cạnh được 72,25%. Tiếp tục, nếu có thêm nhiều tướng đồng minh khác, số lượng vàng sẽ giảm đi, song tất cả đều có vàng dù chỉ có một bên hạ gục lính. Do đó, tốc chiến chắc chắn sẽ phân loại người chơi có khả năng farm lính so với Liên quân. Điểm khác biệt thứ ba, nghệ thuật cắm mắt. Đây là một trong những tiêu chí được cộng đồng người chơi đánh giá cao tính chiến thuật của tốc chiến so với Liên quân. Việc cắm mắt trong Liên quân không được đề cao, chỉ một tướng có khả năng này là Elshu, còn với những tướng như Lindis, Helika, mắt của chúng rất nhỏ và mang ít giá trị chiến thuật, chủ yếu để gây sát thương và làm chậm. Khả năng đặt mắt để kiểm soát tầm nhìn chính là yếu tố được những người chơi hỗ trợ giỏi trong Liên minh huyền thoại nâng tầm nghệ thuật. Đáng tiếc điều này lại không có ở người chơi hỗ trợ của Liên quân. Điểm khác biệt thứ tư, biến về để mua trang bị. Với Liên quân, người chơi có thể mua trang bị ở bất kỳ nơi đâu, miễn sao đã có đủ tiền. Bằng những tướng hồi phục tốt như Tara và các pháp sư chọn Phượng Hoàng Lệ làm trang bị đầu tiên, đôi khi người chơi Liên quân không cần phải về tế đàn để hồi sức. Phần lớn người chơi Liên minh huyền thoại bản PC đã quen với việc mua đồ ở bệ đá cổ và cho rằng đây là điều hết sức vô lý. Do đó, các fan của Liên minh huyền thoại hẳn sẽ rất vui mừng khi Riot Games giữ lại tính năng này ở bản mobile. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, nhớ like và subscribe để thêm mình tiếp tục ra video mới. Hẹn anh em ở video tiếp theo.